Hello cả nhà, Ừ. lâu quá không gặp cả nhà, bữa nay nhớ quá phải lên làm video. So, Kim xin mời cả nhà cùng ăn với mình cho vui ha. Chúc sức khỏe. Đây anh. Good appetit. So, bữa nay mình làm con vịt quay. Nè, cả nhà nhìn coi đó hấp dẫn chưa, đã đời chưa. Anh được biết mình ấm rồi xe rồi đây bây giờ nó đây các bạn nhìn hấp dẫn rồi. Good appetit. Tết có nốt việc nhỉ? Này đi mi lăng à? À ni mi lăng hợp mút bắt à. À đi én thở nóc hay. Còn cái này là khoai khoai tạ khoai lăng ngọt của mình đó các bạn. Cái mình chiên lên rồi. Mình ấy với lại giò mình ướp với lại muối, tiêu, bột ngọt. Ớt cà no. Xong rồi cái mình xóc với lại trứng gà với bột chiên giòn đó các bạn. Thì giòn ngon đó. Gia vị vừa ăn. Good. Được. Để cái food is ok rồi đó. Anh ăn vậy là biết ngon. Anh không có ăn vịt các bạn ơi. Có con vịt mà mời hôm bữa giờ các tuần lễ này không ăn. Ngày hôm nay mình bỏ con vịt ra mình làm là phải ăn thôi. Lâu quá rồi mình không có lên video tại vì các bạn biết sao mình bệnh cả tuần lễ luôn á. Cái video cuối cùng là bữa nay một tuần lễ mình không có đụng tới cái laptop luôn á. Mình thành thật xin lỗi cả nhà nha. Bữa nay mình khỏe rồi bắt đầu mình trả nợ tình xa cho các tình yêu của mình nha. Bữa nay mình còn nói chưa nổi nữa các bạn nhưng mà phải làm video chứ lâu quá là không lên video sợ. Sợ nó tuột xúc. ngon quá ha anh. Ha, smash good ha. Đây nè. Cũng xà lót cái con vịt này á không ngon à không ăn tiền luôn. Sẽ good và pass me the sauce hả? Huh? Yeah. To make so mà we need it. Make so good không? Nó ngon xuất sắc luôn các bạn ơi. Huyền ăn có đúng. Việt Nam ăn có đúng. Việt Nam chân thương vừa. Là khi ăn có đúng rồi. Ăn cà rốt rồi. Tâm lá. Mình bệnh đó các bạn. Cho nên là mình ăn thấy nó không có ngon. Ăn nó không có ngon miệng mà anh xã mình ăn vậy là mình biết ngon. Smack hả? Được. Mà cái vuốt is ok hả? Ngon lắm. Đó, ok. Con vịt này nó béo giả man luôn các bạn. The sauce is make better, huh? Good to myself. The sauce is also. That is most delicious, huh? À, bạn biết xin sạp chứ? Yeah. Nãy mình bỏ tương ớt rồi nhiều nó hơi cay các bạn. Ừ.
Ừ. Tiếp nhiều. It matters no fly for this. À khai được nóc. Đó. Người Đức họ ăn họ không có giống như mình. Họ ăn không, họ ăn thịt không à. Chứ họ phi lê không à, chứ họ không có ăn xương. Cái xương ức ở chỗ đây nó mềm lắm. Xương ức ở đây nó mềm lắm mà anh cũng không có ăn được. Mình ăn là toàn là ăn mót lại của ảnh không các bạn. Con vịt nó ngon xuất sắc. Chụp chưa? Ngon mới ăn vậy. Hồi nãy mời hoài không ăn các bạn. Giờ mình ăn mình nghe ngon rồi, thấy ngon rồi. Hồi nãy mới ăn không có cảm giác. Bệnh mấy bữa giờ nó đắng miệng các bạn. Cho nên này mình muốn ăn cái gì mặn mặn. Salad. Hả? Salad. Morgan, it must be the salad for the oven. Salad, oh, okay, or the sausage. Cái nước sốt nữa mình cho 4 muỗng nước, 2 muỗng 1 muỗng tương ớt, 2 muỗng dầu mè, 2 muỗng dầu hào, với lại 1 muỗng dầu, 1 muỗng tương đen. Bắt đầu mình đánh lên cho đều, xong mình cho vô một chút bột ngọt, một chút đường, chút giấm. Mình khử tỏi cho thơm, cho vàng, xong mình đổ nó vô. Mình nấu lên. Mà có một chút giấm táo nữa nó ngon các bạn. Tương ớt nhiều cho nên nó hơi cay. Tại hai vợ chồng mình không có ăn cay, chứ còn thực sự ra người ta ăn vậy là người ta phải bỏ thêm ớt. Mình người Việt Nam mà mình không có ăn cay được các bạn. Delica. It's make better, huh? Yeah. But next time I make it. Sauce with the mac and sauce from the bao fly with this better. Can't you mark? Huh? Can't you mark? So with this part or the nick? Is it not? Chào em thành công thành hai mà vai chú nick. Anh ăn vậy á các bạn mà mình hỏi cái sốt này á, ăn với thịt heo quay á có ngon không? Ông nói anh biết, mình ăn thịt heo quay hoài. Mà giờ hỏi cái này ăn như mình làm sốt giống vậy, ăn với heo quay nó có ngon không? Anh có thích không? Không biết. Salad ok không? Được. Được. Dạ. Thập thái xuống Âu các bạn. Dạ. Nó giòn lắm các bạn ơi. Này đã phải ăn phải cầm tay thôi, dao nĩa không được rồi. Người Đức họ ăn cái gì ai họ bóc tay giống như Việt Nam mình đâu các bạn, họ ăn bằng dao bằng nĩa đó, ông xã mình đó. Cái bóc tay ổng đây, ổng không nói gì hết nhưng mà anh không làm. Nó ngon, bây giờ mới thấy ngon đó cả nhà.
Hồi nãy mới ăn thử nó lạc nhắc à, cái miệng mình hết. Giờ thấm mà ăn phải ngon. Amanda, she bắt cần biết sự nọc me đang hầu nút gì? Không, nó chưa. À, nít có nút gì ha? Nít ha, tốt đi giờ. Nó. Hồi nãy nướng nó, các bạn biết không? Nó chảy mỡ rồi, một cọng kéo mỡ vậy. Con vịt này nó béo ghê luôn. Vịt này nó béo vậy hả? Mà cỡ sức như mình là mình làm bún măng vịt ngon lắm đó các bạn. Nướng nó ra mỡ nó chảy ra nhiều lắm. Nhờ mà ăn dao với đĩa ra mà ăn bóc luôn. Mình đi suốt cả tốt thành cà bắt rồi cà rác tên ít smack đi rồi đó nít. Normal là in McDonald's hoặc là Burger King hoặc là Mac ở đây in Hemingway á, để mát thành suốt cả tốt thành cái bát á, cái prát á, cái prát từng nhà. Vì Tom Pitts á, à mà so vai nít nuốt bị bắt cần vì đâu. Cái này đáng lẽ cái khoai này hồi nãy mình chiên nó không có giòn lắm bạn, mình có bỏ bột chiên giòn, nhưng mà chiên nó không có giòn. Xong rồi mình thấy nó vàng rồi cái mình vớt nó ra, mình để vào nồi chiên không dầu á, mình nướng 4 phút nữa. Giờ hở giòn rộng luôn. Giòn rộng luôn các bạn. Nó mình chiên xong mình thấy nó có, cũng mềm mềm, không có giòn. Để vô cái nồi chiên không dầu. Bây giờ giòn rộng luôn. Coi anh ăn cái cánh thì mà anh bỏ nè các bạn. Bỏ thì mình ăn món. Cool mit Frau Au. Sie ist Killer. Hä? Killer. Deswegen. Ja. Salad xe gút. Ăn salad á, nó có giấm á, đường chua chua ngọt ngọt cái mình giờ mình ăn mình biết mùi vị rồi các bạn. Giấm nhiều với tỏi nhiều quá. Thôi cả nhà ơi, thì cái video này đến đây mình cũng xin dừng nha cả nhà nha. Mình xin chúc cho tất cả các anh chị em một buổi tối vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Nếu thích video của mình xin cả nhà hãy like, share, bấm chuông, đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới của mình nha các bạn nha. Kim xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn video sau nhé. Bye bye, bye, bye.